Dạ mời cô. Ngọc Điệp. Anh Vĩnh Phúc. Nhìn họ tình tứ chưa kìa. Tình tứ gì? Con gái con nứa gì mà ông cô chủ nhà mình mà ghét hả? Em đi đường xa chắc là mệt lắm hả? Nghĩ đến việc sắp được gặp anh á là em không có thấy mệt gì hết. Chú Huệ, Hân, ra đây. Đây là chú Huệ, quản gia lâu đời của nhà anh. Còn đây là Hân, trợ lý đắc lực của anh trong công việc kinh doanh. Chào cô. Trong thời gian em ở đây, mọi việc phụ giúp em sẽ do Hân đảm nhận. Em cần gì bảo gì thì cứ nói với cô ấy. Dạ thưa cậu, Hân bây giờ đang lo việc kinh doanh của gia đình. Tôi sợ cậu giao việc con Hân nó làm không xuể, không vừa lòng cô sẽ không hay đâu. Hay là cậu cứ giao việc hầu hạ cô Ngọc Điệp đây cho tôi hứa sẽ làm tốt. Hay là anh đừng quá lo nghĩ về chuyện em sẽ ở đây. Dù gì em cũng quen tự lập rồi, lúc ở nước ngoài em cũng đâu có cần kẻ hầu người hạ. Với lại em nghĩ cô Hân đây cũng sẽ bận rất nhiều việc. Dạ không có sao đâu thưa cô Ngọc Điệp, tuy tôi phụ trách nhiều việc nhưng cũng là gia nhân trong nhà. Còn chuyện hầu hạ cho cô mà cậu chủ đã ra lệnh thì đương nhiên đó là bổn phận của tôi. Tôi sẽ dốc hết lòng hết sức à. Thôi được rồi, em vào nhà đi, anh có điều bất ngờ dành cho em. Thiệt sao?